Tối 17 tháng 11, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi đây đã phát hiện một trường hợp trẻ hóc dị vật và bị bỏ quên khá lâu. Bệnh nhi này là một bé gái tên H, 18 tháng tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng. Theo bệnh sử, bé bị khàn tiếng và khó thở kéo dài gần 4 tháng, đã được gia đình đưa đến nhiều phòng khám và các bệnh viện nhưng đều được chẩn đoán viêm thanh quản cấp, không ghi nhận hít sặc dị vật. Bệnh nhi cũng được điều trị nhiều nơi nhưng triệu chứng chỉ cải thiện chứ không hết hẳn. Thời điểm vào khoa hô hấp 1 của Bệnh viện Nhi đồng 2, bé trong tình trạng thở rít thanh quản kéo dài. Để tầm soát nguyên nhân, các bác sĩ cho bệnh nhi nội soi tai mũi họng và chụp CT scan cổ ngực. Kết quả nghi ngờ có một màng chắn vùng hạ thanh môn. Sau khi hội chẩn, ekip điều trị quyết định thực hiện nội soi phế quản cho bé. Qua đó phát hiện mảnh dị vật bằng nhựa sắc, mỏng và trong suốt cắm ngay giữa thanh môn, tức giữa hai dây thanh âm của trẻ. Một trường hợp cực kỳ hy hữu. Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành gắp dị vật thành công, giúp sức khỏe và đường thở của bé phục hồi tốt, được xuất viện sau 2 ngày.